Quay trở lại với những hình ảnh thiệp Tết trong phần đầu chương trình, thì Lan Hương chắc chắn rằng các teen của chương trình cũng đang rất mong muốn sở hữu một tấm thiệp Tết đẹp như vậy đúng không nào? Thực ra thì để làm một tấm thiệp Tết cũng không quá khó khăn đâu nhé. Hãy cùng với biên tập viên Thúy Phương của chúng tôi trải nghiệm để làm ra những tấm thiệp thật là đẹp tặng gia đình và bạn bè trong dịp Tết Giáp Ngọ này các bạn nhé. Xin chào các bạn thân mến, không khí xuân đang tràn ngập khắp tất cả mọi nơi và xung quanh mình rất nhiều bạn bè đang chuẩn bị nhộn nhịp những món quà để tặng bạn bè và người thân của họ, khiến mình cũng rất háo hức muốn tự tay mình làm một món quà gì đó để tặng cho người thân của mình trong dịp năm mới này. Và hôm nay thì các bạn hãy cùng mình đến một lớp học làm thiệp Quy Linh để cùng tạo ra những chiếc thiệp handmade thật là độc đáo để tặng cho bạn bè và người thân của mình nhé. Và những bạn nào mà còn chưa biết Quy Linh là gì thì các bạn hãy cùng tìm hiểu nghệ thuật độc đáo này qua buổi học hôm nay nhé. Lớp học có quy mô và không gian khá nhỏ, nhưng xung quanh lại rất nhiều đồ nghề. Có thể thấy sự tâm huyết của chủ nhân lớp học. Quả thật vậy, cô bạn Thúy Phương của chúng ta được chỉ dẫn rất tận tình, từ các nguyên vật liệu cho tới cách thức cuốn giấy. Đúng như cái tên Quy Linh trong tiếng Anh là cuốn tròn, môn nghệ thuật này còn có tên gọi là nghệ thuật làm giấy xoắn. Nguyên liệu chủ yếu để làm được một sản phẩm Quy Linh chính là những sợi giấy mảnh và dài như thế này. Chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều màu sắc, sau đó cuộn lại để tạo hình thành rất nhiều kiểu dáng phong phú, rồi dán lên nền để có được một tác phẩm hoàn chỉnh. Trước tiên là mình phải sử dụng các cái sợi giấy này, mình cuộn lại, xong rồi là mình để nở, dán keo, rồi mình có thể mình bóp, mình tạo hình. Đấy, thì khi mà mình muốn làm những cái hình thù mong muốn như thế nào thì mình sẽ sử dụng đôi tay mình để bóp là chủ yếu. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm các cái dụng cụ hỗ trợ khác để tạo hình, bao gồm quay cuốn, hỗ trợ cuốn, còn gọi là curling khoác này, kim cắm và nhíp. Đấy, khi có các cái hình cụ thể rồi thì là mình sẽ đính lên trên thiệp hoặc là trên tranh. Nếu như những chiếc thiệp handmade khác, chúng ta cần vẽ hình, cắt, dán, thì với Quy Linh, điểm nhấn của nghệ thuật này chính là cuốn giấy. Dụng cụ chuyên dụng dùng để cuốn giấy là mảnh nhựa hình số 8 có đục lỗ tròn và thanh sắt nhọn trẻ đô như thế này. Nhìn cô giáo cuốn giấy thì thật là đơn giản, nhưng cô bạn Thúy Phương trông lại khá vụng về. Những thanh giấy này rất nhỏ và mảnh, vậy nên mạnh tay một chút thì nát giấy, còn nhẹ tay quá, giấy sẽ tuột ra. Bởi vậy mà Quy Linh mặc dù khá mới mẻ và ấn tượng, nhưng cũng rất khó khăn đối với những người mới bắt đầu. Quy Linh khi mới bắt đầu cần có sự chỉ dẫn cụ thể từng chút một, từ việc cuốn giấy ra sao cho chặt tay, cho đến việc sử dụng keo như thế nào. Chỉ một thao tác sai sót rất nhỏ cũng sẽ khiến sản phẩm cuối cùng trở nên méo mó, lỏng lẻo và khó được như ý muốn. Chính vì thế để có được một tác phẩm Quy Linh đẹp thì sự cẩn thận, tỉ mỉ là điều quan trọng nhất. Môn nghệ thuật này tuy độc đáo nhưng vẫn có thể coi là khá mới mẻ tại Việt Nam và những lớp dạy làm Quy Linh vẫn chưa thật sự phổ biến. Sau một thời gian mình tìm hiểu về Quy Linh rồi, mình có một chút kinh nghiệm rồi thì mình mới mở lớp để hướng dẫn cho các bạn ý. Thì lớp học Quy Linh của mình thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn đến học thì chủ yếu là để nắm bắt được các cái kỹ thuật cơ bản nhất của Quy Linh, để các bạn có thể là về các bạn có thể tự thiết kế, tự sáng tạo các cái sản phẩm của riêng mình. Từ những sợi giấy mảnh ban đầu, chỉ bởi thao tác cuốn giấy và dùng hai ngón tay bóp nhẹ để tạo hình như ý muốn, chúng ta đã có thể có được cánh hoa, nhụy hoa hay những chiếc lá như thế này. Sau một hồi chỉnh sửa, dán keo thì những cánh hoa, chiếc lá đơn điệu kia đã trở thành một cành đào đẹp lung linh trên chiếc thiệp Tết xinh xắn này rồi. Thiệp Tết Quy Linh không cần phải quá cầu kỳ, phức tạp. Những chi tiết hoa đào, hoa mai hay bánh trưng, dưa hấu, đơn giản nhưng lại thể hiện được nét đẹp độc đáo và công sức mà người làm thiệp bỏ ra. Những chiếc thiệp Tết lạ mắt như thế này có lẽ sẽ gây ấn tượng hơn nhiều so với những chiếc thiệp handmade cắt dán khác mà chúng ta đã quá quen thuộc. Cũng chính bởi vậy mà không ít bạn gái đã lựa chọn thiệp Quy Linh làm món quà handmade trong dịp Tết này, vừa đẹp mà lại vừa độc đáo.
Cho dịp năm mới này thì mình muốn làm một cái gì đấy nó mang dấu ấn của mình với lại mang ý nghĩa hơn, thì sẽ mang ý nghĩa hơn là đi mua thiệp ở ngoài hàng. Cho nên là mình quyết định chọn thiệp Quyên Linh để tự tạo những cái hình, vẽ những kiểu của mình tự thiết kế, rồi sau đấy tặng cho người thân hoặc là bạn bè, mang ý nghĩa nhiều hơn. Quyên Linh thì về cái hình ảnh, về cái chủ đề mà nó có thể làm được thì nó rất là đa dạng, nó không bị bó hẹp như những cái sản phẩm handmade mà mình mua về để làm sẵn, thì nó cũng đòi hỏi tính sáng tạo rất là cao. Và nhiều khi mình có thể tạo ra một sản phẩm mà không đụng hàng với ai. Không chỉ giới hạn bởi những chiếc thiệp nhỏ, mà sức sáng tạo với môn nghệ thuật Quyên Linh này là vô hạn, khi mà chúng ta còn có thể tự do sáng tạo thành tranh, tự thiết kế nhiều hình tượng, con vật phong phú. Nhìn xa những chú bướm này thì có lẽ cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng lại gần mới biết đây chính là một bức tranh Quyên Linh 3D vô cùng tỉ mỉ. Thật thú vị phải không các bạn? Quyên Linh nó là cái môn nghệ thuật, nó làm được ra rất nhiều dạng sản phẩm khác nhau. Từ những cái đơn giản chẳng như mình làm những cái thiệp nhỏ nhỏ xinh xắn, rồi mình có thể làm các cái tranh. Tranh thì mình có thể làm dạng tranh 2D hoặc là tranh 3D, hoặc là làm các cái đồ 3D như là các cái con giống này, hoặc là làm các cái dụng cụ để mình, các cái đồ văn phòng chẳng hạn như là hộp đựng bút. Cái cách làm của nó khác với các kiểu bình thường bởi vì là nó đa dạng hơn, mình có thể tự tạo mẫu, tạo hình, tạo kiểu. Với cả ngoài thiệp ra thì mình có thể làm tranh, làm những con thú treo trong phòng. Nhìn những chiếc thiệp xinh xắn và độc đáo này, có lẽ các bạn cũng đang rất muốn có trong tay một chiếc để tặng bạn bè, người thân vào dịp Tết Nguyên Đán phải không? Vậy thì hãy tự tay sáng tạo một chiếc thiệp Quyên Linh của riêng mình thôi nào. Chiếc thiệp Quyên Linh chứa đựng tâm huyết, sự khéo léo, tỉ mỉ của chính các bạn sẽ là món quà vô cùng có ý nghĩa trong dịp năm mới này đấy.